đo cho mình nha. Anh nghĩa mình đo giùm em thử cây này anh nghĩa. Thử cái cây. Quá trời luôn anh, cái eo nè. Cái này tới 38 rồi. Mình 38 luôn ha. Đây. Em chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh nha. Dạ cô chú ơi, thì ngày hôm nay em đang có mặt tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Dạ hôm nay thì em có đến vườn của anh Nghĩa cô chú nha. Hôm nay thì bên vườn sẽ giao lưu với cô chú mình một cái lô mai thuần chậu chơi Tết nha. Mai giảo rin cô chú nha. Rồi, cô chú mình cùng theo dõi nha. Rồi bây giờ em sẽ giao lưu với anh Nghĩa nha. Dạ em chào anh Nghĩa nha. Rồi, chào kênh Lê Thảo. Dạ. Mình đọc giùm em cái số điện thoại để giao lưu nha anh Nghĩa. Số điện thoại của mình 0919 545 104. Dạ rồi ha, số đó có Zalo luôn anh ha. Rồi có Zalo. Dạ rồi ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào xem những cái mặt hàng bên vườn của anh Nghĩa nha cô chú. Chú anh chị ha. Rồi, cái lô mai đầu tiên của bên vườn anh Nghĩa giao lưu với mình ha là cái hàng thanh lý nha cô chú nha. Rồi hàng chậu sáo luôn, anh có 70 cây anh thanh lý cho cô chú anh chị mình giá yêu thương luôn nha. Đây ha. Hoành rất là to nha. Dạ cái này hoành tầm 20 đổ lên nha cô chú nha. Hàng chậu sáo luôn. Cây thì tàn nhánh xum xê nha. Cái lô này 70 cây thì lấy 50 cây thì anh để giá cho cô chú anh chị mình, giá chỉ có 500k một cây thôi cô chú. Đây ha, cái hàng này nè cô chú mình ha. Nó rất là cao luôn nha. Cái tàn nó ok cho mình luôn mà nút nụ có hết nha cô chú. Ngày em đang đi cái trong cái hàng 500k nè cô chú. Đó, cái này bên vườn của anh á có rất là nhiều mặt hàng luôn cô chú nha. Nó rất là nhiều giá luôn ha. Nên là em cũng sơ sơ qua cô chú mình tham khảo nha. Có gì đó mình alo cho anh Nghĩa kỹ hơn nha cô chú. Đó, em đang đi cái lô 500 ngàn cho mình nha. Nói chung 500 ngàn mà mình lựa nữa cô chú ha. Thì quá ổn áp rồi, rất là đẹp luôn. Đây, có cành cứng ngắt luôn ha. Hoành to luôn, 20 đổ lên giúp em. Đây cô chú, chậu sáo luôn nha. Rồi như thế này chỉ có 500k thôi nha cô chú. Rồi, cây này cũng vậy luôn, chỉ có 500k thôi. Rất là ok cho mình luôn nha cô chú. Nó em đi hết một hàng cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Rồi. Tiếp theo nha cô chú ha. Thì anh Nghĩa còn có cái lô 1 triệu nữa nè. Rồi đem theo anh Nghĩa nha cô chú. Đây, cái lô 1 triệu. Cái lô 1 triệu là cái cây này bự nhất nè cô chú. Đó, cái lô này mình có nhiêu cây anh Nghĩa? Lô này có 60 cây. Dạ 60 cây lấy 50 là tính 1 triệu ha. Nè cô chú, cái này là hoành 30 luôn nha. Đó. Cái này hoành 30 luôn ha. Hồi nãy em có đo thử nha cô chú. Rồi. 1 triệu một cây cô chú, phơm tàn đẹp cho mình ha. Nè cô chú mình nhìn nè. Tàn rất là to luôn ha. Đây. Nè cô chú cái cây nè, cái phơm ha. Nè, quá trời luôn, như cây thông luôn nha. Tàn cứng ngắt cho mình luôn ha và nút nụ rất là đẹp luôn. Nè cô chú em dạch nụ cho cô chú mình tham khảo nha. Cái dàn nụ rất là đẹp nha cô chú. Bên đây luôn nè. Rồi cái lô này ha cô chú mình tham khảo giúp em nha. Báo giá sô ha. Dạ lô này có 60 cây nha cô chú anh chị. 60 cây giùm em nha. Rồi mình sẽ qua cái lô tiếp theo ha cô chú. Rồi cái lô tiếp theo bên vườn của anh Nghĩa nha cô chú nha. Rồi cái lô này thì anh có 60 cây ha. Đó. Thì là hàng chậu sáo luôn, anh cũng để cho mình 1 triệu một cây ha. Cô chú nấy lấy 50 cây anh để 1 triệu luôn nè. Hoành rất là to cô chú, hoành từ 23 đổ lên nha. Đó, cái chậu này là hoành bự lắm luôn. Cái phơm tàn đó nè cô chú. Thì chiều cao trung bình là anh tính 1m2 đổ lên cô chú nha. Đó, có những cây lùn mà tàn đều ha, tàn đẹp cho mình. Có những cây thì tàn rất là to luôn, cao ha. Cô chú anh chị mình có nhà ý thì mình ghé vườn mình tham khảo và mình lựa luôn nha. Cái này cô chú anh chị mình mua về bán Tết thì ok nè. Dạ bên vườn thì không có điều kiện ship lẻ, là chỉ có bán giá sỉ tại vườn thôi nha cô chú. Đây ha. Hoành nha, hoành rất là to luôn. Nút nụ nè cô chú. Nút nụ đang lên ha. Rồi. Có những cái cây nè cô chú nha. Xanh mướt luôn, quá trời đẹp luôn cho mình luôn. Đó cô chú ha. Dài dài tới luôn nha. Lá nè cô chú, xanh mướt luôn ha. Nụ nè, quay cô chú mình xem nè. Cái dàn nụ phải nói là đẹp nha. Rồi. Đó, cô chú anh chị mình tham khảo giúp em nha. Rồi nè, cây này nè. Hết sức cái cây này luôn. Nụ nè cô chú.
xanh mướt luôn ha, cái tàn nó cứng ngắt luôn nha cô chú. Hành to luôn cho mình nha. Rồi, cái lô này 1 triệu nha cô chú nha, mình tham khảo giúp em nha. Ai có nhu cầu mua đi bán lại cái lô này xuất sắc luôn nè cả nhà. Nó cái dàn nụ heo quá trời đẹp luôn. Rồi mình lựa thì sẽ tỉ những cái hàng cơ ha cô chú. Tại mình rút nó lùn thôi chứ nó đặc dữ lắm. Rồi cô chú nha. Cái lô này thì anh Nghĩa có 200 cây nè cô chú. Đây ha. Mình lấy 50 cây trong 200 cây đó thì anh Nghĩa tính cho mình giá 1 triệu rưỡi một cây nha. Thì hoành thì tầm khoảng chừng 23 trở lên đó cô chú. Cây ha, nút nụ lên rất là ok cho mình luôn cô chú ơi. Đây nè, cô chú mình tham khảo giúp em nha. Rồi. Cái lô này có 200 cây nha cô chú, tàn đều đều không ha. Nút nụ lên rất là ok cho mình luôn. Đây, cô chú mình tham khảo giùm em nha. Em đi một vòng ha. Nè cô chú. Cây là tàn thông nha, tàn thông rất đẹp cho mình luôn. Đây. Đó. 1 triệu rưỡi một cây nha cô chú nha. Mình lựa ha. Tại vì cái lô này có 200 cây lận ha. Nếu mà cô chú lựa lấy 50 cây thì toàn là hàng trội không nha. Hàng đẹp cho mình luôn nha. Rồi, cái hoành trung bình 23 trở lên nhất đây nè. Nút nụ ok cho cô chú anh chị mình về chơi Tết nha. Đây, ở trong đây nè, có những cái cây nha. Nè, tàn thùm lùm luôn cô chú nha. Cái tàn này à, trung bình mình lấy cái tàn nó cỡ nhiêu anh? Tàn này đường kính chắc khoảng 1,5 m. Dạ, tàn cỡ 1,5 m luôn nha cô chú ha. Trời ơi nụ nè. Quá trời cái dàn nụ luôn, quá đẹp luôn ha. Đây cô chú, cây xanh tốt cho mình nha. Dàn nụ quá đẹp. Hoành thì lại to nữa ha. Đây, hoành to nha cô chú ha. Nè. Rồi. Lô này anh có 200 cây nha cô chú. Anh đi vòng qua đây nó sạch hơn, còn khúc này nó bà lầy quá. Dạ rồi, em đi quanh đây. Nè, cô chú cái này nằm trong cái lô 1,5 triệu luôn nè. Quá trời luôn ha, tàn rất là đẹp cho mình cô chú. Anh sửa cái tàn á, anh cắt á, nó đều rang luôn nè. Cứng nhắc cái tàn nha cô chú ha. Cái này khi mà mình lãi lá ra là cái tàn còn nguyên vậy luôn á cô chú. Tại vì là anh đôn rất là cứng cây luôn á. Sát cành luôn nè. Đây, nút nụ nha. Nụ lên bóng nha. Bóng đẹp cho mình luôn ha. Quá trời nụ luôn. Rồi, cô chú mình tham khảo giùm em nha. Dạ, cái này giá tại vườn nha cô chú nha. Giá tại vườn giùm em nha. Dạ, vườn không có ship lẻ ha. Rồi, cái này là chuyên về cho cô chú anh chị mình đi mua sỉ bán lại nha. Nút nụ rất là chắc nha cô chú. Đó, tàn thì cứng ngắt luôn cho mình ha. Có những cái cây củ đế quá trời bự luôn. Rất là đẹp luôn nè cô chú. Cái này lựa 50 cây là thôi khỏi nói luôn á. Rất là đẹp luôn. Quá trời luôn cái vàng cũ nha. Rồi. Nụ nè cô chú, nãy giờ em dạch cây nào cũng vậy hết trơn nha. Rất là đều nụ luôn ha. Cây rất là đẹp cho mình luôn. Đó. Rồi. Giờ em đi theo anh Nghĩa nha cô chú ha. Bên vườn còn một số lô để tham khảo nữa nha. Lựa là đẹp đẹp chứ nè. Dạ lựa đẹp rồi đó. Quá trời luôn. Mấy cây này hoành 28 hoành. 28 hoành ha. Dạ. Ồ, cây 28 hoành luôn cô chú nha. Cao, cái này cao tầm 2 mét mà. 2 mét. Nè, ôi cây gì nè. 1,5 triệu cô chú ơi. Quá đã luôn. Cô chú mình tham khảo nha. Nút nụ đẹp ha. Lá xanh mà hoành to nữa nha. Ồ, cái lá nó mướt lắm cô chú ơi. Nè, nút nụ lên quá trời luôn nha. Nói chung là anh chăm mai rất là kỹ nha cô chú. Nè, cái tàn thùm lùm luôn ha. Cứng ngắt cái tàn luôn á. Ừ nè. Quá trời. Trời ơi cái cây này. Sao mà nó nghẹt nụ luôn á. Ai. Quá trời đã luôn. Nè, em gọi cái bộ đế cho cô chú mình xem nha. Nói chung là hai bên nó đều nhau luôn cô chú. Cái nào cũng bự hết nha. Thì là trên tầm khoảng chừng 23 trở lên không á cô chú nha. Nè, nụ nữa, dạch là có nha. Rồi. Đó, rất là ok cho mình luôn cô chú nha. Tới đây luôn hả Nghĩa? Dài gần sao rồi? Dài cái đó. Dạ. Cái này quay sơ sơ, cái anh quay cái chậu bẫy của anh á. Dạ rồi, ok nè. Cô chú nha, cái mặt hàng tiếp theo là cái mặt hàng chậu bẫy bên vườn của anh Nghĩa nha cô chú. Trời ơi, cái cây này cô chú. Tàn thông rất là đẹp luôn nha. Anh Nghĩa mình đo dùm cái thông số nha anh Nghĩa. Cây rất đẹp cô chú. Đây. Hai mươi tám hoành. Dạ hoành tới 28 nha cô chú nha. Chiều cao cây này chắc 2 mét mấy anh. Dấu này chắc cũng 2 mét. Tầm dạ 2 mét. Từ mặt chậu lên. Tàn ngang cỡ 1,5 m anh ha. Ừ. Dạ.
Thì cái này, cái lô này là mình có bao nhiêu cây anh nhỉ? Này có 40 cây, mình Dạ. bán đồng giá vậy là 2 triệu một cây. Dạ 2 triệu một cây ha. Rồi. Đây này cô chú ha. Tới tới đây luôn nha. Có những cái cây nè cô chú, củ đế rất là đẹp cho mình luôn nha. Có đế luôn nha. Rồi, tiếp nè. Đây luôn anh ha. Yeah. Nè cô chú. Nút nụ ha. Là đang lên nha. Này nụ nó tròn cho mình ha. Đây. Nụ nè cô chú ha. Rồi. Cái này luôn. Nè cô chú nụ này ha. Hồi ôi nụ nè. Khủng khiếp luôn. Trong từng kẽ lá luôn ha. Rồi. Châu bảy nha cô chú. Châu bảy này thì có những cái cây nó có củ luôn nè. Rồi cái lô này anh có là 40 cây, giá 2 triệu một cây đối với hàng chậu 7 nha cô chú. Rồi, dài tới thằng đây luôn ha. Có những cái cây tỉa tàn rất là thấy cưng nè. Đây. Xanh ha, tàn thông cho mình luôn cô chú. Đây ha. Ủa cái cây này. Củ đẹp chứ ta. Cái cốt ở bên dưới của chú nha, tàn nó tùm lum luôn, nụ rồi lên tới cái ngọn luôn, đây luôn ha. Anh đo giùm em cây này các nhỉ. Ô cây này 2 triệu nè cô chú, xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn nha, quá trời đã luôn. Nhà 27 quanh 27 quanh. Cái này em đổi cái này chắc tầm 24 trở lên không anh, bự quá. Dạ đúng rồi, từ 24 đến 27. Dạ đây cô chú nha. Chiều cao chắc mình tính nó tầm mét sáu đổ lên anh ha. Không, mình đi lên đây đi. Tại cái khu này anh bán rồi. Rồi. Chú nha, thì mình sang một cái lô này nha. Cái này vườn anh Nghĩa có 10 cây cô chú nha. Giá là 3 triệu một cây. Và cái này thì Cũng chỗ 7, mà chỗ đi 7 nha. quanh, quanh nó to. Dạ hoành to. Em đi ra ngoài này em quay vô nó rõ hơn. Dạ rồi. Nha cô chú, hoành quá trời to luôn ha. Rồi em sẽ đi từ đây ngược lại nha. Cái hoành này bự dữ lắm. Nè cô chú ha. Đây, hoành to cho mình nha. Anh Nghĩa mình đo giùm em thử cây này anh Nghĩa. Thử cái cây. Quá trời luôn rồi, cái eo nè. Cây này tới 38 rồi. Hoành 38 luôn ha. Đây, cái lô này là 3 triệu nha cô chú. 3 triệu một cây giúp em nha. Trời ơi, nó quá trời cao luôn cái rồi. này cao mặt chậu lên khoảng 3 mét. 3 mét ha. Đó. Đây nha cô chú. Nè, củ đế nha. Cái hàng này có củ đế đẹp cho mình nè. Đó. Đây là liên tục cái hoành nó bự nè. 33. Hoành 33 ha. Đó cô chú ha. Hoành rất là to khủng luôn nha. Cái này luôn em. Tàn kẹo cho mình nha. Nút nụ nè cô chú. 34. Hoành 34 ha. Rồi, cái lô này thì hoành rất là to cô chú. Nụ ha, nụ lên tới trong lá luôn nha. Rồi, anh có 10 cây nha cô chú. Hoành nào hoành mấy. Khủng bố luôn á, cây rất là cao nha. Cái phơm đều hả cô chú. Rồi, cái này cũng bán giá tại vườn nha. Cái này tầm khoảng chừng 10 cây là mình đi được cái xe gọn gọn rồi ha. Cái này chắc nếu cô chú mình lấy thì mình thương lượng giá với vườn nha. Về cái phần phí ship á, 10 cây này chắc đi cái xe tải nhỏ nhỏ vừa anh ha. 10 cây này chở chắc xe cũng cỡ 5 tấn á. Dạ. 34. Mình 34 ha cô chú đó. Rồi, cô chú mình có muốn sưu tầm á thì mình alo anh Nghĩa giùm em nha. Đó, thì cái này là chỉ có vỏn vẹn 10 cây thôi cô chú ha. Rồi. Hàng bên đây nha. Đó. 10 cây nè, một hàng 5 cây. Tổng cộng là 10 cây giùm em nha cô chú. Rồi, mình còn cái nào nữa không anh nhỉ? Rồi, nó hết rồi. Dạ rồi ha cô chú. Thì cái video của em ngày hôm nay cô chú sẽ kết thúc tại đây nha. Rồi, bên Nghĩa thì có rất là nhiều giống, nhiều loại cho mình luôn nha. Cô chú anh chị nào mình thích cái loại nào thì mình alo cho anh Nghĩa giùm em nha. Rồi. Dạ em xin chào tạm biệt cô chú anh chị mình và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ. À.